Năm 2024, Học viện Ngân hàng tuyển sinh 3.514 chỉ tiêu và vẫn dành một nửa chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quan tâm đến Học viện Ngân hàng, nhiều thí sinh đưa ra dự đoán điểm chuẩn của trường năm nay có thể sẽ tăng nhẹ. Quan tâm tới ngành kế toán của Học viện Ngân hàng ạ. Em nghĩ là theo phổ điểm năm nay thì điểm chuẩn các trường đại học cũng như là Học viện Ngân hàng sẽ tăng ít nhất là 0,5 ạ. Dựa trên phổ điểm với cả những cái thông tin mà em đọc ở trên báo các cái kênh thông tin truyền thông trên mạng thì em nghĩ là sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm ạ. Dựa trên phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, tiến sĩ Trần Mạnh Hà, trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng đã đưa ra những dự đoán về mức điểm chuẩn năm nay, đồng thời đưa ra lời khuyên cho các học sinh khi muốn đăng ký vào trường. Để đưa ra chính xác ngành nào, điểm bao nhiêu, mình nghĩ rằng chúng ta chỉ biết được vào ngày 19 tháng 8. Nhưng đến thời điểm này, căn cứ vào sự quan tâm của thí sinh phụ huynh, cũng như là phổ điểm của các môn học, các tổ hợp, thì mình nghĩ rằng là điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng nói riêng, cũng như các trường đại học top đầu nói chung, có thể sẽ giữ ổn định hoặc có thể sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái. Nếu các bạn ưa thích này và có mức điểm khả quan thì cứ mạnh dạn đăng ký. Vì khi chúng ta đăng ký thì cơ hội trúng tuyển sẽ khác không. Nhưng nếu chúng ta không đăng ký thì sẽ không có cơ hội trúng tuyển vào ngân hàng. Ưa thích ngành nào hơn thì đặt thứ tự nguyện vọng ưu tiên lên trước và hệ thống sẽ trả về một kết quả trúng tuyển. Đấy là kết quả trúng tuyển mà bạn đủ điều kiện trúng tuyển và có thứ tự ưu tiên cao nhất. Ngày 22 tháng 7, Học viện Ngân hàng đã công bố mức điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức 21 điểm đối với các chương trình đào tạo tính điểm xét tuyển trên thang điểm 30 và 28 điểm đối với các chương trình đào tạo tính điểm xét tuyển trên thang điểm 40. Mức điểm trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành.